Ngày hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã phối hợp với Quỹ Xúc tác Tài chính Xanh ASEAN tổ chức hội thảo giải pháp phát triển Đông Nam Á năm 2023 với chủ đề Hình dung một ASEAN phát thải ròng bằng không. Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 tại Bali, Indonesia, phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Hội thảo quy tụ 500 người tham gia trực tiếp và hơn 5.000 người tham gia trực tuyến, trong đó có những người ra quyết sách và các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu để thảo luận về những cách thức thiết thực nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 trong khu vực. Hội thảo bao gồm 9 phiên thảo luận chuyên đề, trong đó phiên thảo luận toàn thể mang chủ đề tài trợ ròng bằng không đưa ra các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về tài chính khí hậu để giúp các nước ASEAN đạt mục tiêu phát thải ròng và các mục tiêu phát triển bền vững. Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu vốn ngày càng trở nên trầm trọng hơn, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị đẩy trở lại tình trạng nghèo đói cùng cực. Hội nghị ngày hôm nay là một trong những nỗ lực của ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững và công bằng, hướng tới đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.